Vào lúc 9 giờ hôm nay 1 tháng 6, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã chính thức áp dụng chỉ thu phí điện tử không dừng trên toàn tuyến. Các lực lượng chức năng được tăng cường để đảm bảo giao thông thông suốt và xử lý sự cố phát sinh. Đơn vị cung cấp dịch vụ cũng bố trí hàng trăm nhân viên ứng trực trên toàn tuyến làm nhiệm vụ dán thẻ, nạp tiền, đổi thẻ cho khách hàng có nhu cầu. Các phương tiện chưa có thẻ được dán tại điểm cách trạm 50m. Nhân viên nhà cung cấp dịch vụ đã túc trực hỗ trợ các tài xế dán xe. Các tài xế dán thẻ tải app nạp tiền để thanh toán qua trạm. Trường hợp chủ phương tiện không đồng ý dán thẻ sẽ bị từ chối phục vụ và được hướng dẫn ra khỏi cao tốc bằng lối ra cho phương tiện quá tải. Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong buổi sáng thực hiện chỉ thu phí tự động không dừng trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các phương tiện lưu thông thuận lợi, không xảy ra sự cố nào. Sáng 1 tháng 6, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Phòng Giáo dục Đào tạo quận 1 và hiệu trưởng các trường phổ thông trên địa bàn quận 1 về tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2021-2022. Theo thống kê của Phòng Giáo dục Đào tạo quận 1, thời điểm hiện tại, 100% các trường ngoài công lập trên địa bàn quận đều đề xuất hỗ trợ học phí nhằm chia sẻ gánh nặng cho phụ huynh. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Thanh Bình, trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến, hai nghị quyết về hỗ trợ học phí của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giảm bớt áp lực về chi phí cho người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai cần được các sở ngành rút kinh nghiệm, không cần chờ đến khi có thống kê số lượng học sinh đi học thực tế mới rà soát mà cần phải linh hoạt thực hiện nhằm sớm tháo gỡ khó khăn về kinh phí cho các đơn vị. Sáng 1 tháng 6, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân vì nước của người. Nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi và tặng hoa chúc mừng đến cán bộ công nhân viên đang công tác tại đây. Năm 2022, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh và nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh tập trung tổ chức các hoạt động để chăm lo cho thiếu nhi tốt hơn, nhất là các em thiếu nhi mồ côi vì Covid-19. Cùng với đó, phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh dành riêng ngày 1 tháng 6 không cho trẻ đến trường, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày này để các em thiếu nhi được ghi nhớ, có những trải nghiệm thú vị và trông chờ đến ngày 1 tháng 6 hàng năm. Đối với các em thiếu nhi, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải mong các em thường xuyên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và những ước mơ của mình để các cô chú lãnh đạo thành phố hiểu và thấu cảm, có các chương trình hỗ trợ các em. Tại hội nghị tập huấn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tổ chức ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào sáng 1 tháng 6, ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước. Còn theo Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Phạm Lương Sơn, khó khăn trong bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế là tỷ lệ chi phí người bệnh phải tự trả từ tiền túi còn cao và người bảo hiểm y tế phải chi trả chi phí chênh lệch giá dịch vụ y tế rất khác nhau khi đi khám chữa bệnh. Ông Sơn yêu cầu phải đảm bảo tính bền vững, không để bộ chi quỹ bảo hiểm y tế giảm chi trả từ tiền túi người dân tham gia, cân đối mức đóng và mức hưởng một cách hài hòa, hợp lý. Ngày 1 tháng 6, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Kon Tum, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Kon Tum cho biết, đơn vị vừa kiểm tra và phát hiện tình trạng cây sâm ngọc linh con bị chết ở huyện Đắk Lây, tỉnh Kon Tum. Theo đó, tại huyện Đắk Lây, trong số trên 13.500 cây sâm 1 năm tuổi của các hộ dân ở hai xã Ngọc Linh và Mường Hông thì có 2.200 cây đã bị chết, số còn lại 11.300 cây, có tỷ lệ cây bị nhiễm bệnh khoảng 35-40%. Trong khi đó, tại huyện Tu Mờ Trông, bước đầu cơ quan chức năng huyện này xác định có 29.143 cây sâm ngọc linh con bị thiệt hại do sâu bệnh. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Kon Tum, các cây sâm ngọc linh bị bệnh xuất hiện ở cây sâm 1 năm tuổi, triệu chứng là lá bị vàng, một số cây bị teo thắt phần thân tiếp giáp với mặt đất, xuất hiện vết đốm hoặc chấm dạng nước sôi nằm trong phiến lá hoặc mép lá. Đa số cây có bộ rễ chưa bị thối, nguyên nhân được xác định do nhiễm bệnh chết rạp. Sau khi nắm thông tin Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, ngày 1 tháng 6, lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã điều lực lượng tổ chức rà soát phối hợp với các đơn vị để sẵn sàng truy bắt phạm nhân bỏ trốn. Theo lãnh đạo C02, đơn vị đã lập tổ công tác theo chức năng nhiệm vụ của phòng truy nã và truy tìm. Cục Điều tra Hình sự của Bộ Quốc phòng điều tra làm rõ và đề nghị phối hợp C02 sẽ lên kế hoạch truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự.
Hiện nay C02 đã có điện gửi giám đốc công an các tỉnh thành phố để thông tin cảnh báo về phương thức thủ đoạn kèm theo những đặc điểm nhận dạng của triệu quân sự. C02 cũng chỉ đạo các địa phương chủ động rà soát, xác minh địa bàn để truy tìm tung tích phạm nhân. Đây là lần thứ hai lực lượng truy nã tội phạm của C02 tham gia truy bắt triệu quân sự. C02 đánh giá triệu quân sự là tù nhân đặc biệt nguy hiểm, phạm nhiều tội danh như giết người, trộm cắp tài sản và nhiều lần vượt ngục.